Mỹ đã thua trước tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon của Nga. Bài viết đăng tải trên tờ Sputnik cho biết các phương tiện truyền thông tiếp tục phân tích khả năng của các hệ thống vũ khí mới nhất của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ vào năm 2018, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hai tàu ngầm không người lái Poseidon. Tờ Popular Mechanics tập trung sự chú ý vào tên lửa hành trình xuyên lục địa với tầm bắn không giới hạn Burevestnik trang bị động cơ hạt nhân được NATO định danh là SSC-X9 Skyfall. Tên lửa này được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Burevestnik có thể ở trên không trong vài ngày, bay vòng quanh hành tinh và hoạt động độc lập. Burevestnik có thể vượt qua những khoảng cách khổng lồ theo quỹ đạo rất phức tạp đến nay được coi là không thể có được. Burevestnik có thể vượt qua Thái Bình Dương, bay qua Nam Mỹ và xâm nhập không phận Mỹ từ vịnh Mexico. Bài báo đưa ra một ví dụ về khả năng sử dụng vũ khí mới của Nga. Có một thông tin khác từ tờ The Diplomat. Vụ thử tên lửa Burevestnik gần nhất đã được thực hiện cuối tháng 1 năm 2019 tại bãi thử Kapustinya, vùng Astrakhan. Công việc thử nghiệm hiện vẫn đang diễn ra. Tổng cộng, Nga đã tiến hành 3 vụ phóng nguyên mẫu tên lửa Burevestnik và vụ thử vừa qua được xác định là lần thành công đầu tiên. Sự ra mắt của Burevestnik tạo ra định danh vũ khí hoàn toàn mới là tên lửa chiến lược được trang bị động cơ hạt nhân với tầm bắn và thời gian hoạt động không giới hạn, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân và nhiều tính năng chưa từng có tiền lệ khác. Trong thông điệp liên bang năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả khá chi tiết về loại vũ khí này. Về cơ bản, tên lửa mới có cấu tạo tương tự như tên lửa X-101 hiện có của quân đội Nga, nhưng uy lực của nó gấp hàng chục lần so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ với tầm bắn không giới hạn, ông Putin cho biết. Tên lửa hoàn toàn có thể né tránh các ô phòng thủ tên lửa đối phương đã triển khai nhờ tầm bay không giới hạn và thời gian hoạt động gần như vô hạn. Bạn có thể hiểu đơn giản đó là vũ khí chưa từng tồn tại trên thế giới, nó gần như không cho đối thủ cơ hội bắn hạ. Song song với Burevestnik, Nga tiếp tục công bố kết quả thử nghiệm của một tổ hợp siêu vũ khí khác, ngư lôi Poseidon. Tương tự như Burevestnik, ngư lôi này được trang bị động cơ hạt nhân, tầm hoạt động gần như không giới hạn, đạt tốc độ tới 108 hải lý một giờ, hơn 200 km/h. Đối với một thiết bị hoạt động dưới nước, đây thực sự là tốc độ siêu cao. Để so sánh, tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất thế giới đạt tốc độ tối đa là 44,7 hải lý một giờ, tương đương 83 km/h. Trước có thể Poseidon đạt tốc độ cao như vậy vì xung quanh nó xuất hiện cái gọi là lỗ rỗng hay khoảng trống không khí, làm giảm đáng kể sức cản của môi trường. Điều này gần đúng bởi vì khoảng trống trong nước tạo ra hiệu ứng gần như giống với đám mây plasma trong lớp khí quyển dày đặc. Theo thông tin từ tờ Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga, Hải quân Nga sẽ dẫn tới 32 siêu ngư lôi Poseidon và 2 tàu ngầm mang ngư lôi để trang bị cho hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Những thông tin này đã thực sự khiến cho phương Tây lạnh gáy. Cựu lãnh đạo lực lượng phòng không hợp nhất khối SNG, Atal Bidev, nhận định trên tờ Defense News. Với những gì Nga đã giới thiệu, người Mỹ nhận ra rằng trong vòng 5 đến 10 năm tới, Washington sẽ không thể có loại vũ khí tương đương. Chuyên gia Atal Bidev nhận định, bạn thắc mắc vì sao Mỹ nhanh chóng rút khỏi hiệp ước về các lực lượng tên lửa tầm trung INF. Họ đã thua trong cuộc chạy đua công nghệ tên lửa hành trình, và họ cần phá bỏ mọi rào cản để có thể bắt kịp Nga, nhưng đó là khả năng rất khó. Trong khi đó, tờ British Express Daily và Fox News của Anh trích dẫn tuyên bố của cựu cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ Christian Wheaton. Nga đang phát triển cỗ máy hủy diệt, ngay tận thế có thể phá hủy những thành phố lớn của Mỹ. Vụ nổ của ngư lôi không người lái năng lượng nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân có thể gây ra một đợt sóng thần phóng xạ cao 300 feet đánh vào bờ biển của nước Mỹ. Theo Defense News, vì sự xuất hiện của các loại vũ khí mới như Burevestnik, Mỹ đang phải xem lại chiến lược phòng không và phòng thủ tên lửa với mục tiêu đối phó tốt nhất với các mối nguy cơ đến từ Nga và Trung Quốc. Đây cũng là lý do khiến việc phát triển vũ khí phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc trong năm 2019 với chiến lược cập nhật sách lược phòng thủ tên lửa mới. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mỹ chỉ cho thấy họ đã chậm chân hơn Nga như thế nào trong cuộc đua công nghệ lần này. Đáng tiếc, câu nói nếu bạn muốn hòa bình hay chuẩn bị cho chiến tranh vẫn có tính thời sự cấp bách. Ban lãnh đạo chính trị quân sự của Nga nhận thức rõ được điều này. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.